bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, kiến bu quanh người. Bé gái sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong tình trạng kiến bu quanh người. Khoảng 6 giờ ngày 18 tháng 7, anh Nguyễn Giang Biểu, trú thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, đi trực về. Đến đoạn gần chùa Sơn Nguyên, tổ 3, thị trấn A Lưới, thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng kiến bu đầy người. Anh Biểu đã cùng một phụ nữ đặt cháu bé vào khăn cuốn lại và mang về nhà gần đó để sơ cứu ban đầu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Trong lúc chờ người thân đến nhận lại, bé được người dân chăm sóc. Một bé gái khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi cũng mới được người dân xã Đông Xuân, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai phát hiện. Theo đó, tối ngày 15 tháng 7, một người phụ nữ tên L, 66 tuổi, ngụ ấp Bệ Bạc, xã Đông Xuân, thấy bé gái cùng một túi ni lông đựng sữa, vật dụng như quần áo, bình sữa và phiếu tiêm phòng. Bé gái được đưa đến cơ quan chức năng trình báo, qua kiểm tra, bé nặng 3kg, sức khỏe tốt. Hiện bé gái được gia đình bà L chăm sóc. Vợ chồng con trai bà L mong muốn được nhận nuôi bé vì họ lấy nhau đã lâu nhưng không sinh được con. Ủy ban nhân dân xã Đông Xuân đã phát thông báo tìm gia đình cho bé gái. Sau một tuần nếu không có người đến nhận, chính quyền sẽ tạo điều kiện nhận con nuôi cho người nhà bà L vì họ đã gửi đơn cũng như chứng minh được điều kiện kinh tế.